Tại vì cái này là cái này cái nó không có trái. À, là đàn ông á. Dạ dạ. Cái này không có trái à? Dạ không có trái. Không có trái là đàn ông. Đây cũng có một cây chương các bạn. Cây chương thì trong đất của anh Minh có hai cây. Đây bên đây có cây chương này cũng lớn nha, mà không bằng cái cây chương bên kia. Ủa cái bệnh. Nhỏ ha. Nhỏ hơn. Khoảng chừng phân nửa. Ừ. Cái này cũng có cái hình thù lạ quá vậy anh. Không, nó dịp tép chỗ này nè ha. À, nhưng vui ngộ quá vậy. Đây cũng nếu về hoành này cũng gần cái chục mét chứ không có có nhỏ đâu nghe. Thì cái này cũng được đưa vào danh sách luôn đó hả anh Minh? Rồi. Cây chương nói chung cũng hơi hiếm á. Nhưng mà cây chương bên kia rất là lớn hơn. Đây các bạn, thì trong đất của anh Minh có hai cây chương. Đây thì không có cây da bám nha. Không có. Ừ. Ồ. Ở đây có cái hang gì cả. Có hang nữa hả? Tròn hả? Bây giờ còn không? Có khi nào gặp trộm đây không ta? Nó hơn lớn không? Bự lắm. Ờ, hang trong cây luôn hả? Ừ. Ở bên bay gần gần nó thấy không ta? Đất mình ở đây nó gần gần không. Đi đến gần gần. Không à, không trộm ngang nha. Ừ. Để tự nhiên vậy đó, vô ở. Ừ. Ồ, đây nè, cái cây. Đừng cơ ra đây dài. Không thích. À, ra gần những dài nè. Nhan sóc nữa gậy lắm, tại mình không có giết á. Ờ, ở nhiều quá. Mà cái cây này thấy ra cũng lớn mà. Lớn. Nếu mà về hoành là có lẽ là cả chục mét á. Thì đó là như phân nửa cây. Thì cái cây này là cây thứ hai đó các bạn. Cây này cỡ nhiêu năm? Trăm cả. À. Cái này thì nghe nó bên Kiểm Lâm cũng nói là đưa vào danh sách nữa. Dạ dạ đúng rồi. Một cây kia là hút luôn rồi. Dạ cái đây kia hút. Kia hút luôn các bạn. Cái da nó ngon ha. À. Da da này nó giống cái da của cây tràm. Cái này thì nó chưa quá thập bằng cái kia. Cái này ồ, chưa có nhưng mà nhìn như là mấy tảng như đá chứ đâu phải ai đâu, nhìn ở ngoài nè đó mà lạ, mấy cái rễ lạ quá nè, dẹp mà nó khác hơn các loại cây khác, thấy không? Cao, cây này cao cũng mấy chục mét giống bên kia không, có ai nói không? Cây tương đương bên kia. Cây này nó có phần tâm linh nhiều anh. Bên đây mình có nhận được cái gì bên đây không anh? Cái này thì mình cũng qua đây chứ không có ấy, nhưng mà mình cũng chưa có hiểu bên đây. Ừ, nhưng mà mình theo mình nói nãy giờ đó, dạ. Mỗi cây thì cũng chưa thằng hết. À, mỗi cây như là cây nào nhiêu tuổi thì độ nhiêu tuổi là người thì cái cây nó cỡ như người nói nhiêu tuổi vậy đó. Dạ. Như cái này như 150 năm nó nói phải không? Thì một cái ông cụ 150 tuổi. À. Dạ. Đó. Tại vì cái này là cây này nó không có trái. À, là đàn ông ha. Dạ dạ. Cây này không có trái à? Dạ không có trái. Không có trái là đàn ông. Cái đó cũng hay á. Ở đây có cái lỗ gì mà. Hàng của con này kia bự. Con này con kia đó. Con ngang nó ở vào trên là con tròn kia vậy đó. Bự rồi nó ở. Ở bên kia thì mình thấy mình có thờ, còn bên đây thì không có thờ. Tại vì ở ngay đó nè, mình qua đây mình cũng thờ đó đó. Dạ. Cái chung đá đó mình cũng kính thờ đó, nhưng mà thấy biết sao tại à, sợ cháy hay gì anh Minh? Ờ, sợ cháy. Cái che khô quay qua. Đúng rồi, đúng rồi. Vì cũng bảo đảm cái an toàn ha. Cái bên cái bụi tre, hai ba bụi tre bao quanh. Dưới lá cây khô không? Ừ. Cũng tốt, bên kia hay trống hơn ha. Không có ở bên đây cũng có mấy tảng đá cái bên bền nữa. Mấy mấy chú cũng làm nó đến mại này ra nè. Khắc chữ. À khắc chữ vô ha. Chữ xong rồi cái nhiêu năm gì đó. Ừ. À. Ở dưới ông kêu thợ nữa. Là nói cái này nhiêu năm mấy chú Kim Lâm á. Chú này thì ông nói giàu ấy chứ mà cũng nhiêu năm ông không có đoán hung nữa. Ừ. Rồi cái cây bển của ông không đoán cái tuổi nữa. Tại ông mới đoán sao không đúng. Dạ. Rồi không chính xác á. Tại vì sao biết được cái đó. Dạ. Cái đời đời trước rồi sao biết được. Mũi nè. Mũi cái giường á.
Cắn cái đốt cái mũi, cái là cái mũi đó nó không có cắn. Nó cũng bền, cũng bự lắm các bạn. Ờ, cái phần mấy phần đá bên đây thì không có lạ bằng ở bên kia. Không, nó thấy cục đá này cũng lạ chứ không phải không lạ đâu. Cũng tại kế bên đây cũng có những cái đá dựng dựng lên đó nè anh bên. Đá dựng lên. Đá này đá lớn này, đất dài dài, đất mình cho đến đá lớn nhiều lắm. Đá. Là cái lúc anh về đây cũng cây này vẫn có ở đây luôn phải không? Dạ, lớn dài luôn đó. Lúc anh về đây là bao nhiêu tuổi với anh Minh? Lúc đó về đây 12, 13 tuổi vậy đó. 12, 13 tuổi là mình đã có cây này. Mình đây là 46 tuổi rồi. Nhưng anh có thấy cây này lớn được phần nào không, có lớn gì hơn không hay cũng vậy từ đó giờ luôn? Dạ thấy cũng mình giờ thấy vậy hoài. Vậy hoài không phải lớn. Dạ. Mình lớn mình già nhưng cây này vẫn còn ở trên hả? Dạ. Không, bây mình thí dụ mình ở đây mình đi ra đi vô hoài mình thấy nó vậy chứ mình lâu lâu mình về mình mới biết. Dạ. Mình thấy nó lớn. Dạ. Lớn hơn. Dạ. Yeah. Bình thường không biết đâu. Tức là khu du lịch là nó dự định là cây này với cây kia là chung luôn hay là chỉ cây kia thôi? Dạ, hai cây luôn. Hai cây này luôn ha. Mà nó không có để gì đâu, khi mà nó vô nó nhúng tay vô nó cắt làm thành những điểm tham quan. Tại vì vậy mới lâu cuốn khách vô. Dạ. Dạ lên đó như có đá lớn vậy đó, cửa sạn lên kia đó. Dạ, dạ. Khu vực đất của anh ở đây rộng không? Mình đây gần 50 công. 50 công ha? Gần 50 công cũng nhiều. À, mình cũng không có bán gì hết ha, không bán gì, không có gì hết. Không, nào giờ như ông mở ra thì nào đi gì chứ không có bán. Không có bán ha. Như che nè, che chim này nè, mình dòng lên huynh đệ cắt cóc tu hoặc là người ta cần gì đó. À, mình cho. Mình biết người ta. Dạ. Cũng có cho người ta lên đây ha. Ta đốn nó, không mới đốn nè. Dạ. Dù lỡ là có người lên đây xin tu gần gần đây mình cho không? Ví dụ á, em dạ, ví dụ thôi. Dạ. Tu hả? Dạ. Dạ. Rồi ha. Thì nó nghe để thì nó tự tính sao. Dạ, tự duyên. Dạ. Để coi ai có duyên với mình ha. Dạ. Ở phòng bên đây thấy đá dựng lên không ha. Nè. Đá dựng lên. Cái đá này cũng là lạ Thảo, này là Thảo. Ở đây nó giống như một cái mũi tàu mũi thuyền á. Dạ. Mình không dám nó lớn. Dạ. Giống như một cái mũi đá này chỉ chọn là đẹp lắm á. Dạ. Đúng rồi. Rồi dọn ra là có thể lộ những này kia ra đó. Dạ. À, kính thưa các bạn thì cái clip này cũng một cái cây của gia đình anh Minh đó các bạn. Thì bên đây cũng cách cái cây chương bên kia cũng không có xa đó. Cách cây chương bên đây cũng không có xa nè các bạn, thì cũng không phải là nhỏ đâu, nó chỉ nhỏ cây chương bên đây thôi đó. Nó chỉ nó nhỏ cây chương bên đây thôi chứ thật sự nó rất là, cây chương bên đây cũng rất là lớn nha, cũng nằm ở dạng trên 100 năm 200 năm chứ không. Dạ rồi coi. À, cảm ơn khán giả đã theo dõi video của mình nha. Thì Lê Thanh cũng đi tìm những cái câu chuyện ở núi hoặc là những chuyện gì lạ lạ đó cũng cho khán giả xem. Chúc khán giả có nhiều niềm vui và nhiều may mắn nha. Lê Thanh cũng chào tất cả các bạn, hẹn các bạn một video tiếp theo thì Lê Thanh sẽ tìm những cái gì hay, những gì lạ cho khán giả xem. Xin chào ạ.